Hello cả nhà. Ở trong video này mình sẽ hướng dẫn cấu hình nick theming trên một máy chủ Windows Server 2019. Đầu tiên mình sẽ add thêm các cái cạc mạng. Đấy, hiện nay ở đây là mình đang có là một cạc mạng. Add thêm hai cái nữa. Và phần add hardware. Đây là được một rồi này. Và mình cũng chọn là cạc này sẽ được nối vào HQLAN để cho nó giống với lại cả ở trên. Đấy, tức là nối chung vào một switch. Thêm một cạc nữa. Đây. Đấy, cũng nối chung vào HQLAN. Đấy, apply như vậy mình có ba cạc mạng. Sau đó bật lên. Và sau khi bạn đã add xong ba cạc mạng cho máy chủ, giờ bạn truy cập vào trong mục local server ta có phần nick theming đang bị disable và ba cái cạc mạng ở bên dưới. Bây giờ để tạo nick theming, bấm vào phần disable này và ở trong phần task bạn chọn new theme, đặt tên. Rồi sau đó bạn chọn các cái cạc mạng sẽ tham gia vào theming này. Tiếp đó bạn bấm vào thuộc tính khác. Trong phần này có theming mode. Thì mặc định ở đây server chọn là switch independent, tức là độc lập với switch, tức là không phụ thuộc vào switch. Và ở đây mình cũng không chọn được. Đấy. Bởi vì ở trên máy chủ Hyper-V này nó không kết nối với thiết bị switch thật. Và thiết bị switch thật đó thì có hỗ trợ load balancing hay không thì mình cũng không có. Đấy, cho nên là ở đây phần theming mode nó để là independent, là độc lập với lại switch. Thứ hai là load balancing mode, chế độ cân bằng tải. Thì chúng ta cũng không chọn được mà mặc định nó để là address hash. Đấy. Tức là trong cái chế độ này thì nó sẽ dựa vào các thông số về địa chỉ IP, địa chỉ MAC và thông số cổng để quyết định xem là lưu lượng sẽ chạy qua cái cạc mạng nào trong ba cạc mạng trên. Thế còn mục standby adapter là cái cạc mà sẽ hoạt động ở chế độ dự phòng. Nếu bạn chọn None ở đây thì tất cả ba cạc này sẽ là active. Đấy, không có cạc nào dự phòng cả. Thế còn nếu như bạn sẽ chọn một trong ba cạc này là cạc standby. Đấy, ví dụ như cạc số 3 đi. Đấy, bởi vì cạc 3 này đang đấu nối với một switch có tốc độ chậm và mình chỉ muốn là chạy hai cạc trên. Còn khi mà một trong hai cạc trên có sự cố thì cạc 3 này mới được sử dụng. Đấy, thì bây giờ mình cũng sẽ chọn là cạc số 3 là standby. Rồi sau đó bạn bấm OK để tạo team. Đấy. Thì mà sau khi bấm OK bạn sẽ thấy là cạc đầu tiên này active, số 2, số 3 là phone tức connection pending, tức là nó đang thiết lập team trên ba cái cạc này. Chúng ta phải đợi một lúc. Đấy, sau một thời gian thì bạn sẽ thấy quá trình nick teaming đã hoàn thành và cạc số 1 active, số 2 active, số 3 standby. Đó. Bây giờ kiểm tra phần trạng thái các cạc mạng. Đấy. Thì bạn sẽ thấy xuất hiện một cạc mạng là nick theming. Đấy. Chúng ta kiểm tra địa chỉ IP.
thì Nick thì mình chưa có địa chỉ IP, bạn sẽ cài đặt. Ví dụ để là 15 đi. Ok. Như vậy mình sẽ cài đặt địa chỉ IP cho các nick team mình cùng giải với các mạng khác. Đấy, bây giờ kiểm tra lại các mạng. Thứ nhất là kiểm tra IP, bạn sẽ thấy là không có địa chỉ IP. Đấy, và khi muốn cấu hình địa chỉ IP chúng ta không cấu hình được, bởi vì là cái tích chọn ở bên này đã bị bỏ đi, tự động bỏ đi, chúng ta không bấm vào được property nữa. Đấy, tương tự như thế với số 2 và số 3. Và như vậy server sẽ sử dụng nick teaming với các ảo này để giao tiếp với các server khác. Đấy. Giờ ở đây mình có một máy DC với địa chỉ IP là 101, mình sẽ ping chữ T đi. Bạn sẽ thấy là máy server mà đang cài đặt nick teaming đã có thể giao tiếp được với máy một server khác có địa chỉ IP là 101. Cứ để cho quá trình ping này diễn ra, mình quay trở về cái phần quản lý nick teaming. Đấy. Bây giờ mình sẽ ngắt kết nối ở cạc số 2 để kiểm tra xem là cạc số 3 nó có chuyển trạng thái từ standby thành active hay không. Thì bây giờ để ngắt kết nối cạc số 3, mình lại vào phần quản lý kết nối đây. Sau đó mình sẽ ngắt đây đi. Đây, giả sử mình disable cạc số 2. Và quay trở lại đây xem, bạn cũng nhìn thấy ở đây là cạc 2 đã bị disable. Đấy. Và phía dưới này cạc 3 đã chuyển lên thành active. Đó. Bây giờ mình lại enable lại cạc số 2. Rồi, bạn sẽ thấy là cạc số 2 chuyển trạng thái từ disable thành là faulted connection pending. Đấy. Chúng ta chờ một thời gian sau để xem là cái trạng thái của nó có chuyển thành active và cạc 3 có chuyển lại thành standby hay không. Đấy, thì để chúng ta test. Thì sau một thời gian độ vài giây thôi thì các bạn sẽ thấy là cạc số 2 đã chuyển thành active và cạc số 3 đã chuyển thành standby, và lưu lượng sẽ không đi qua cạc số 3 nữa, nó chỉ đi qua cạc 1 và 2 thôi. Đó. Và trong cái quá trình mà mình thực hiện cái việc disable cạc 2 thì chúng ta kiểm tra là gì? Ở đây vẫn ping bình thường, không có hiện tượng xảy ra mất gói. Có thể kiểm tra trên này đấy, test thử không thấy xảy ra mất gói. Đây, chúng ta thử disable cạc số 1 xem chuyện gì xảy ra. Đây, phần bên này mình để hai cửa sổ cạnh nhau. Và disable ở đây. Disable này. Đấy, xong đó quay trở lại kiểm tra. Đâu rồi? Ở đây. General failure. Đấy. Thì bạn thấy ở đây là nó xảy ra hiện tượng là kết nối này đã gặp sự cố. Bởi vì ở đây là có cả thông báo cả ba các mạng đang gặp lỗi faulted ở đây. Đấy. Thì lý do tại sao? Là bởi vì khi chúng ta sử dụng cái chế độ address hash thì cạc số 1 đang được lựa chọn là cạc mà sử dụng để truyền tải lưu lượng cho máy chủ này. Đấy, cho nên khi mà mình disable cạc số 1 thì lập tức là máy chủ này sẽ không thể giao tiếp được với các cái máy chủ khác nữa, hoặc là các thiết bị mạng trên mạng khác nữa. Đó, thì đấy chính là lý do tại sao mà ở đây toàn bộ nick teaming của mình là sập. Bây giờ mình lại
enable lên. Rồi. Và chúng ta bạn thấy ở đây là nhạc một active đúng không? Và đã bắt đầu có thể giao tiếp được với máy chủ 101 này. Đấy, và chúng ta chờ để xem là hai cái card này nó sẽ chuyển trạng thái như thế nào. Thì sau một thời gian chúng ta kiểm tra thì kết nối thì vẫn hoạt động. Đấy, vẫn ping thành công. Tuy nhiên là hai card số 2 và 3 thì vẫn ở chế độ faulted và nó báo rằng là hai cái card này là đang không thể kết nối ra bên ngoài. Đó. Thế thì các bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại nó lại không tự động là chuyển đổi như này. Đấy. Thì đây có thể là do một cái lỗi gì đó mà nó không tự động chuyển. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử là bây giờ bạn sẽ disable card này, card số 2 này. Đấy, nó đang ở chế độ là bạn disable này. Đó, sau đó lại enable lên. Enable số 2. Đấy, để nó reset lại trạng thái. Đấy. Tương tự như thế, card số 3 bạn cũng disable. Đấy, và lại enable lên để nó reset lại trạng thái. Và bây giờ hiện nay trạng thái đang là faulted connection pending. Đấy. Và bạn thấy là trong cái quá trình ta thao tác trên hai card này thì kết nối vẫn hoạt động bình thường, không ảnh hưởng gì bởi vì nó đang thực hiện ở trên card số 1. Đấy, trên hai card này là không ảnh hưởng gì tới quá trình kết nối. Đấy, một lúc sau bạn sẽ thấy là card số 2 active. Tuy nhiên là card số 3 thì vẫn ở trạng thái cũ. Đấy, nó chưa chuyển thành standby. Rồi, bây giờ đã trở thành standby. Như vậy là khi mà kết nối đang sử dụng cái card số 1 và hai card số 2 gặp sự cố thì chúng ta có thể giải quyết bằng cách là chúng ta disable. Đấy. Và để cho trạng thái đó được reset và lúc đó cái quá trình thiết lập lại nick chính mình được bắt đầu. Rồi, đó là cái phần thực hành về cấu hình nick chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công.